Kính thưa các anh em nghệ nhân và các anh em cầu thủ đam mê tiếng cua gây gọi trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2023 dương lịch. Hôm nay trường 78 cua gây Phú Yên đăng lên cho anh em xem và chia sẻ cho anh em xem một con thổ bội nội canh lưu lỡ. Con này thì nó là lưu lỡ, lúc thì giống mọt, lúc thì không không có hậu. Mình đặt nó là con thổ tốt tiếng, âm rất tốt, lưu lỡ. Con này mình nuôi nay 2 năm rưỡi rồi và nó đã nổi canh mạnh rồi. Bây giờ là anh em chỉ về sang lòng nhữ thì đưa em nó đi bắt bổi thôi. Con này mình cũng tập giật giật thì cũng được 2-3 lần rồi, nói chung là cũng men men nó rồi. Nói chung là móc lên thì rút xào cũng gáy, cũng nhanh miệng. Mình nói sơ qua về cái ngoại hình vóc dáng của con chim này. Con chim này là một con chim nói chung là to con thì nó cũng không to, nhưng mà mình trung thôi, mình xỉa thôi. Nói chung là rất kháu chim. Anh em xem. Nói về cườm của nó thì cườm cao, đóng cườm lạ, đóng cườm lửa rất dày. Còn bộ lông di của nó thì nói chung là nó đóng nhỏ này, anh em xem không? Lông di của nó là lông di lame nha. Đóng nhỏ, nhặt và đóng dày. Đó, anh em xem, mình thấy coi kéo ra múc tay sờ gót luôn, nó sắp ria đều trên ba lưng rồi nha. Đó, trên ba lưng anh xem không, trên ba lưng của nó là bây giờ là cũng sắp ria đều luôn, nhưng mà cái bao mình của nó rất kín. Còn dàn cườm của nó đây anh em xem, cườm cao nha. Con chim này mình nuôi rất dạn dĩ rồi, và nói chung này mình chưa có dịp mình đi xa nữa thôi, nhưng mà con chim này bây giờ rất liên xào. Nói chung là rất nhạy sao, rất liếng mỏ. Ngực thì ngực no, anh em xem thấy bộ ngực nó rất no, to con, ngực rất to. Con này nó có bộ chân xương, chân xương, chân thanh, chân xương rất rất đẹp. Nó có bộ chỉ vàm thì kéo trệt dưới mí mắt, chạy sâu vô, mí mắt dưới chạy sâu vô. Anh em xem không? Nó kéo trệt xuống, chứ nó không cái. Mỏ thì nói chung là mỏ đen bóng, lùm mũi to, lùm mũi của nó to, giống rất bự. Con này âm của nó rất tốt nha nè. Bao mình kín, anh em xem. Bao mình rất kín. Mình đuôi thì con này là đuôi vót nha. Con này đuôi vót chứ không phải đuôi bè là gì nha. Đuôi vót, đuôi túm nha. Đuôi túm lại nhỏ. Cường. Bộ lông gì của nó anh em xem. Nói chung thì con này là một con thì hôm nay mình cũng nuôi lên và đào tạo lên, bây giờ là mình cũng chia lại cho anh em. Mình nói sơ qua về cái nước chơi con chim này. Nước chơi con chim này là một con chim bắt ở bổi ngoài rừng, là hồi bắt ở trên Gia Lai á, về nuôi và nay nổi. Nhưng mà nước chơi của nó bây giờ là hồi nó dặm khá dày, ở ngoài rừng nó dặm khá dày và kèm rất dày, nhưng bây giờ là kèm thì vẫn giữ nguyên nha, nhưng dặm thì lót lót thôi. Mình chưa thấy nó trở nước, nó trổ ra một cái nước chơi của nó là như ngoài rừng. Hiện tại bây giờ là chim tạc qua thì thấy chim là cũng đổ được 2-3 tràng, nói chung là cũng giật được là 2-3 tràng. Còn chim mà vào cậu rầu á thì bà hở mình xách tới cơ quan là chim vào cậu rầu á thì nói chung là thúc nhặt, thúc dồn nhanh và gù. Nước tiền của nó bây giờ là mình thấy nó rất là trơn, dặm lót lót thôi, rất là trơn. Nhưng nước hậu của nó là mình thấy nó gù, bữa gù được 9 sạc vì con có con bổ nhập tàng vô á. Nhưng mà bữa đó mình không có cài cái lập lá, được 9 sạc và bổi bỏ đi, bổi ở ở vùng ấy đây nó bỏ đi.
nhưng mà chim nói chung là nó rút rất nhanh, chim tạc là có khống có rước, nói chung là nó được ở nước đấy. Còn độ gù của nó thì hồi mình bắt bỏi, hồi mình bắt ở ngoài rừng là một con cu khá gù, nó vừa gù thì anh em khoảng 2 bàn rồi, cứng gù trong luôn. Và vừa bây giờ nó thể hiện được cái phẩm chất đó, nhưng mà mình thấy cái nước dặm của nó thì nó chưa 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 ra nước được. Tại vì mình xin nói thiệt anh em là một con cu mà bắt bỏi ngồi rừng vừa thì nó hồi mình chấm nó 10 điểm, thì sau khi mình nuôi và nổi căng lên thì mình nghĩ nó khoảng cả tầm 6 điểm 7 điểm. Và đến khi nó trưởng thành là nó bắt được 1-2 bỏi và rắc được 7-8 bỏi, 10 bỏi hoặc là trên 10 bỏi, thì lúc đó là con cu nó mới thuần nhuyễn và mới ra nước, theo mình nghĩ như thế. Con này mình cũng kiên trì lắm và nuôi tạo nói chung là động lực cho nó rất là nhiều nè, hy vọng ở nó. Mắt con nó là giống như mắt ba trồng nha anh em, nó là tựa tựa như mắt ba trồng, chắc hẳn là mắt ba trồng luôn á. Mình nói chung là mắt ba trồng, bờm gì của nó đống nhỏ nhặt bọn mình kín nha. Nó nghe mà sáng móc lên là rút sau thì nó giống, mà nó giống vài tiếng mà chỉ có chim mà ở xa 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 là nó cũng đổ được 2-3 tràng. Nó trước nó khống. Thì hôm nay mình chia lại cho anh em, anh em nào xem hợp thì đưa em nó về đội đỡ sang qua lòng nhữ và đi 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 nhữ thôi. Con này là thổ nha, lưu lỡ, anh em nào xem hợp thì đưa về đội. Thì số điện thoại của mình thì anh em liên hệ với mình, số điện thoại là 0935 46 48 34, hoặc là cái số Zalo là 0762 712 236. Anh em xem thì điện thoại cho mình để tìm hiểu thêm về cái nước chơi con này, con thỏ lưu lỡ này. Thì trước hết mình xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em cô thủ đã theo dõi cái kênh của mình và ủng hộ mua chim cu của mình. Thì trước hết mình xin cảm ơn và chúc những lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em cô thủ trên mọi miền Tổ quốc. Và mình cũng xin kết thúc cái video đây và sẽ đăng lên cho anh em xem những con bổi nó có tố tóc, cũng như là con mồi lỡ, cũng như là con bổi nổi căng có tố tóc vừa âm giọng, cũng như là cái nước chơi của nó, để cho anh em chia sẻ cho anh em. Mình xin chân thành cảm ơn.